Hey yo, what's up, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với một cái clip khác của Tích Tay Gấu. Thì ngày hôm nay Tích lại tiếp tục làm một cái MV reaction về một cái MV của một ban nhạc mà lâu lắm rồi các anh mới quay trở lại với một cái MV rất là hoành tráng như thế. Và nếu ai là fan của rock Việt thì chắc hẳn khi mà nhắc tên các bạn sẽ nhớ và các bạn sẽ biết, đó chính là ban nhạc Bùa Gió. Và để không làm mất thời gian của các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu với MV. Còn ông, thật ra thì Tích đã coi MV này rồi, nhưng mà Tích sẽ giữ một cái tâm trạng như là rất là fresh, rất là mới để chúng ta cùng coi nhé. Ok, và cái điều đầu tiên á thì là ban nhạc Bùa Gió có trang YouTube riêng, nên là bạn nào chưa subscribe á thì hãy vào subscribe để ủng hộ nhạc của mấy anh nhé. Bài hát Con Ong này thật sự thì khá là quen thuộc với Tích, là tại vì cái hôm mà dịp Tích về Việt Nam nghỉ hè thì Tích có tham dự cái show Rock and Share, thì các anh cũng đã trình diễn cái bài hát Con Ong này, nhưng mà lúc đó thì rất là dập theo nhạc nên là không có để ý lời vậy. Nên là ngày hôm nay thì mới có dịp được nghe lại lời của bài nhạc này. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Thì có một bài nhạc này tính ra là được tới 4.000 lượt view rồi nè, một tín hiệu khá tốt. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu với bài hát Con Ong của Bùa Gió feat với Mr. Trần Tùng. Màu MV khá là đẹp. Màu MV nó kiểu sao ta, mang hơi hướng hiện đại mà cũng rất là ngầu. Room 89 hình như là studio của một anh ở trong band. Chúng tôi là những con ong, nắng mưa ngày đêm chăm chỉ làm việc. Anh Tường thì lúc nào cũng ngầu vậy. Ngày nào cũng thế thôi. Ở khúc này kết hợp với cái hiệu ứng click thêm cả lời ha. Thấy cái MV rất là hợp với giới trẻ. Giới trẻ bây giờ mà hay chơi TikTok á thì cái dạng cũng hơi kiểu như vậy nè. Chúng ta sẽ nói về nội dung bài sau nhé. Tôi thích kiểu anh Tường, anh vocal, anh xài cái cục nói á. Không biết cái cục đó gọi là gì. Làm nhớ tới cái lúc mà Rock and Shell á. Bạn sẽ thấy cuộc đời còn nhiều niềm vui. Đúng cuốn sách là thế. Ok, con sâu. Khi là mấy con sâu, béo to tròn quay ăn no mặt đẹp. Quay. Con sâu, béo to tròn quay ăn no mặt đẹp. Cái mình nhìn mình cũng không có mập lắm. Và cái câu rất là hay á. Con sâu béo to tròn quay ăn no rồi mặt đẹp. Câu rất thâm á. Chúng ta sẽ dừng ở khúc này một cái. Thì nói sơ lược về bài hát này á, thì đây là bài hát Con Ong mà theo lời Tích nhớ ở trong Rock and Share các anh chia sẻ á, thì bài hát này muốn nói về hai dạng người, đó là con ong và con sâu. Người rất là siêng năng và những loại người rất là lười nhác, lười biếng, không có gọi là góp vui cho đời. Nên chính vì thế cái hình tượng con ong gọi là mang mật, khích lệ, động viên những con người gọi là đang góp mật cho đời, rất là ngọt và làm cho đời trở nên nhiều niềm vui. Tích rất là thích cái lời của điệp khúc là cái đoạn mà theo Tích thấy là gọi là thâm sâu nhất và gọi là mang nhiều ý nghĩa nhất. Còn hai cái lời đầu mà nói về con ong và con sâu á, thì thật sự ra thì đối với Tích thì Tích nghe nó hơi ngắn. Các anh chỉ dùng khoảng tầm 2 đến 3 câu để miêu tả con ong và con sâu thì nghe gọi là nó chưa có sướng á. Nếu mà gọi là có thêm vài câu để mà miêu tả con ong và con sâu nữa thì gọi là đỉnh cao. Nhưng mà trên cơ bản điệp khúc là cái phần mà gọi là cuốn nhất, thì đó là một trong những cái điểm cộng rất là to cho bài này và rất là sướng. Và chúng ta sẽ xem đây là bàn tay của ai nhé. Xin giới thiệu tất cả mọi người, Mr. Tùng Trần của My Way.
Tức rất thích cái mấy cái câu bass của bài này, thì có thể là do xu hướng Tức là người thích nghe bass nhiều hơn. Clip rất là hơi hiện đại hả? Khoan. Cái đoạn này mình có thể lấy ra làm meme được. Bạn đang nghĩ sorry anh. Bạn đang nghĩ thật là nhiều dở dang. Hay quá, nghe vui quá. Vẫn còn hơi ngắn, nghe nó vẫn chưa đã. Cuộc đời là thế, nếu chỉ biết nhìn trời trách sao bất công, liệu bạn sẽ hết ấm ức và đời sẽ như giấc mộng. Viết status bức xúc nhiều người, ấn like trên mạng, bạn đã nghĩ mình thật là giỏi giang. Thì thật sự đây là một cái gọi là nó phản ánh một thực trạng của mạng xã hội bây giờ, tức là viết bức xúc về viết status này, chửi lên chửi xuống và được nhiều người ấn like thì nghĩ mình là tài ba, nghĩ là mình già giỏi. Nói chung nguyên bài này á thì nói về con sâu và con ong, tuy là có vài câu để miêu tả con sâu con ong thôi, nhưng mà Tích khuyến khích là các bạn hãy chú ý, hãy nghe cái điệp khúc là cái đoạn, hai đoạn điệp khúc là những cái rất là hay. Và có thêm những cái gọi là khuyến khích con người chúng ta làm việc như này, đó là hỡi chú ong hãy bay đến những cánh đồng hoa, tìm mật góp cho cuộc đời thêm tươi vui, kệ xác lũ sâu này đi. Thì có thể như theo Tích nghĩ là trong cái thời đại bây giờ, những người họ đang làm việc tốt nhưng mà bị chỉ trích thì thôi, bây giờ mình cứ kệ, là mình cứ làm đi và cứ kệ những cái lời chỉ trích đó của mọi người, miễn sao là những việc mình làm nó có ý nghĩa cho cuộc đời, mang lại niềm vui và mang lại mật ngọt cho đời. Đó là những cái mà theo Tích thấy ở bài nhạc này và lời nhạc này. Yo, và đó chính là MV Con Ong của bài nhạc Bụi Gió. Các bạn cảm thấy thế nào? Riêng mình thì mình cảm thấy rất là tuyệt vời, rất là mang tinh thần cổ động, cổ vũ cho giới trẻ. Và đặc biệt hơn á, ngày hôm qua, lý do mà tại sao các anh ra mắt MV, vì ngày hôm qua là ngày sinh nhật tròn 8 năm tuổi của bài nhạc Bụi Gió, nên là chúc mừng sinh nhật ban nhạc Bụi Gió. Và riêng em xin chúc mừng sinh nhật lần thứ 8 của các anh Bụi Gió. Chúc các anh tràn đầy sức khỏe, luôn tràn đầy niềm vui và thành công, để có thể ra thật nhiều sản phẩm cổ vũ cho tinh thần giới trẻ, trở thành những con ong góp mật cho đời như là lời các anh đã viết. Và xin cảm ơn các anh Bụi Gió vì trong suốt thời gian qua các anh đã góp mật cho đời bằng những bài nhạc rất là hay và mang đến tinh thần tích cực cho giới trẻ. Và hy vọng các anh sẽ luôn giữ vững phong độ và đẳng cấp của mình. Xin cảm ơn các anh Bụi Gió một lần nữa. Hey, vậy còn các bạn đã xem MV Con Ong của ban nhạc Bụi Gió chưa? Nếu chưa thì các bạn hãy vào ngay YouTube search ngay Bụi Gió Music để cùng xem và cùng thưởng lãm MV Con Ong lần này của ban nhạc Bụi Gió fit với anh Tùng Trần của Myroway nhé. Hy vọng các bạn sẽ thích bài nhạc này và cùng nhau loan tỏa thông điệp mà Con Ong đã mang lại cho chúng ta nhé. Một thông điệp rất là tích cực và not lazy, be crazy. I'll see you guys next time.